Phù Mai như Huỳnh mến chào quý khách. Đây là cây mai giảo tự xoắn, bên Huỳnh nó nở hoa ha, và bông hoa của nó cũng được chín cánh. Bên đây có thêm một bông nữa ha, hoa nó cũng hoa chùm và cánh hoa cũng khá đẹp luôn. Rồi, em có một cái lô mai xoắn mini nhỏ, em ghép cái gốc tương đối là nó cao, chiều cao khoảng 18 cm, và cái chột gốc của nó cũng tương đối to, cỡ như có cái kiểu cỡ giống như ngón tay em ướm vào đây. Thì cái bo xoắn bây giờ dài từ 7 đến 10 cm cả nhà. Đây, cái này mình về mình cũng lấy được ít bo nè. Và em đặc biệt em thấy là có một số cây nó đang ôm cái nụ nè. Đó, đang ôm mầm nụ nè. Đó, cả nhà thấy nè ha, nút nụ vàng ươm luôn. Đây như cây này nè. Cái này về lãi lá thì mình cũng thấy nó được vài bông ha. Đây, mai giảo tự xoắn, em ghép cái gốc này cũng tương đối hơi to chút và hơi cao nè. Phơm cao nè, để cho cái xoắn nó sổ xuống cả nhà. Rồi cây như thế này là 100.000 cây ha. Và 4 cây thì em, 3 cây thì em bao ship. Đây, cái này nói chung là mình về mình chơi tiểu cảnh cả nhà. Xong rồi mình có muốn lấy bo thì lấy được ít chứ không nhiều ha. Đó, nè, nút nụ nè. Nói chung là có nút nụ cả nhà. Rồi, 100.000 cây ha. Đây là những cái cây mà em soạn ra em thấy nó có nút nụ nè. Đó, xoắn giảo tự quắn á cả nhà. Lúc này khách cũng hay sưu tầm cái loại giảo này. Cả nhà thấy cái lá này nó không có được đẹp không, do nó đang nụ quá chừng nè. Đó, nó có nụ ha. Rồi, cây như thế này là 100.000 cây. 100.000 cây. Và bồ 3 cây thì em bao phí ha. Và giới thiệu với khách đây chính là cúc thọ hương. Cả nhà mình sưu tầm loại này ha, giá chỉ có 70.000 một cây luôn. Cây cao khoảng từ 4 tấc cho đến là 5 tấc. Và cây này cành nhánh nó đang rất là nhiều luôn. Cả nhà thích hợp để lấy bo. Thì đang trong giai đoạn lấy bo nên thành ra là nó cũng không có nụ nhiều. Đó, cành nhánh lưa thưa như vậy nè, để về mình trồng hoặc là mình lấy bo ha. 70.000 một cây và 4 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển tới nơi cho cả nhà mình luôn ha. Đây là cúc thọ hương. Đó, cả nhà xem nè, cái đế nè, rất là quái ha, đủ kiểu hết. Cái chọt này cỡ như là đầu đũa lớn, đầu đũa chúng ta ăn cơm á cả nhà, đầu đũa không ăn á cả nhà. Đó, thế nè, cây rất là khỏe ha, cành nhánh nhiều ha, để cho mình lấy bo. Rồi, 70.000 một cây và 4 cây em Huỳnh bao phí vận chuyển, 10 cây em tặng một nha cả nhà. Dạ đây, đó, nụ nè. Một cây cúc thọ hương cả nhà, nó chỉ cần khoảng tầm chục nụ thôi là nở ha, nở tùm luôn, nở rất là đẹp luôn nha cả nhà. Đây nút nụ nè, em quay kỹ cho cả nhà xem nút nụ ha. Và quấn đế rất là đẹp ha. Về khách có thể thay vào cái chậu lớn hơn tí giúp em nha. Còn cái này thì em nuôi trong cái chậu nhỏ nha. 90.000 một cây. 4 cây thì em bao phí vận chuyển, và 10 cây thì em tặng khách là một cây nha. Số lượng thì những cây á, tại vì gùng mình uống giáng long lại nên nó khoảng cỡ, nếu mà đo gang tay vậy nè là khoảng cỡ 4 tấc, kéo lên thì nó cũng rất là cao nha. Rồi nụ nè, nụ luôn. Đó, có cây cao có cây thì lùng lùng, mà cây nào thì cũng có nút nụ hết trơn luôn. Đây nụ nè, 90.000 một cây ha, cúc thọ hương. Trên đọt nè cả nhà. Rồi, ai thích cúc thọ hương thì alo em nha. Cúc cam. Đó, cúc cam nè cả nhà. Rất đẹp luôn, 4 ngón tay em ha, màu cam cà gót. Đây cả nhà có thể thấy nè nha. Đó, màu vàng với màu cam nè. Đó. Rồi thì cam luôn. Loại tiếp theo là cúc cam. Cúc cam này là màu cam cà gót đó cả nhà. Lấy bo vô tư luôn. Cao khoảng cỡ 4 tấc, 3-4 tấc cả nhà. Cái em ghép cái này là em ghép gốc nhớt, cỡ như đầu đũa không ăn thôi. Đầu đũa lớn á, ghép có quấn rễ ha. Này mình về mình lấy bo được, mình chăm cũng tốt nha. 80.000 một cây. Và 4 cây em bao ship. Đây cả nhà. Đó, cao thường thuộc nha. Cúc cam màu cam cà gót. Rồi bên đây là giảo bạch kim, lá cẩm thạch mà hoa thì hoa màu vàng. Đó, loại này thì 100.000 cây ha. 100.000 cây. Cao 3-4 tấc luôn cả nhà. Trời ơi, đây là một trong những cái loại cúc, đó là cúc tư long á, mà em thích lắm luôn nha cả nhà. Cả nhà biết sao không? Bông của nó nè, to khiếp luôn cả nhà. Đó, to ha, nó vung ha, và chùm nè. Trời ơi, quá trời bông, quá trời cái nụ luôn. Và nó nở rất là đạt luôn cả nhà. Quỳnh có một cái tư long á là
lấy bo vô số kể luôn cả nhà. Quá trời bo luôn, dài 4-5 tấc luôn, 5 tấc, 6 tấc. Loại này có 70.000 một cây, tất cả đều ghép có quấn rễ hết. Đó. Cúc tư lông. Rồi, bên này là cúc bi. Cúc bi 70, tư lông cũng 70 luôn nha cả nhà. Đồng loạt những cái cây em giới thiệu sẽ 70 nha. Đây 70. Mình về mình cũng lấy bo được cả nhà. Đây cúc bi ha. Cây này cây cao cũng 3 tấc rưỡi. Bi. Đó, để nè. Rồi bên này cúc VIP. Cúc VIP cả nhà, 70 luôn ha. Giới thiệu với cả nhà đây là cúc gia định. Và cúc gia định này thì nó rất là tốt luôn cả nhà. Bây giờ nó cao khoảng cỡ 4 tấc. Cành nhánh ha. Nó có đi chèo cành là nhánh rồi. Gốc quấn rễ rất đẹp luôn. Bên vườn Huỳnh thì đa số em chọn những cái gốc quấn rễ nè. Nó như thế này ha. Rồi, cây đang rất là tốt nha. Cúc gia định, mặt hoa cúc gia định cũng khá đẹp cả nhà. Nó rất là nhiều cánh ha. Và nó cũng rất đẹp. Rồi 100.000 một cây ha. Ba cây em Huỳnh bao phí vận chuyển và cả nhà có thể lấy với loại khác nha. Rồi. Bên này là chính là hoa hồng thanh tú. Hoa hồng thanh tú thì cái đọt nó, cái lá của nó ra cực đỏ luôn cả nhà, đỏ đậm ha, màu đỏ rất là đậm. Rồi cây như thế này là 100.000 một cây. Và ba cây hoặc là bốn cây em cũng bao phí vận chuyển. Thì cái loại cúc này á, cái lá nè tương đối cũng khá tốt ha. Cái đọt đỏ nha. Hoa thì mặt hoa nó cái form hoa giống như hoa hồng ha. Cánh hoa xếp lớp như hoa hồng. Rồi cây thì đang rất là khỏe luôn nha cả nhà. Tây thi bên vườn mai của em ha. Cái bông mai tây thi này nó nở cương ghê luôn nè cả nhà. Đó. Cánh hoa nó cũng khá đẹp ha. Và các cái nụ của nó nè, ủ nu luôn. Rồi, đây là cái bông hoa ngày hôm qua cả nhà em quay nên nó nở được 2 ngày rồi nè. Đó, nó 2 ngày nhưng mà cái bông nó cũng không bị thâm nhập ha. Vẫn rất là tươi. Rồi bên đây là có một cái nụ nè, nó đang hé hé nở nè cả nhà. Đó. Này ha. Rồi, có khi thì nó sẽ lên một cái bông đơn, còn có khi thì nó lên được một bông chùm như thế này luôn. Đó, một nụ nó lên được 2, 4, 5 cái bông luôn cả nhà. 100.000 một cây. Mai bạch mai thái của bên Huỳnh bây giờ nó nở mấy cái bông rồi nè cả nhà. Đó, nhìn sâm tụ ghê luôn á. Và rồi ha, em cho mọi người xem nè. Đây, cái bông này nó nở ấm gài nè. Đó, em thử xem có bao nhiêu cánh nè. 2, 4, 6, 8, 9 cánh. Rồi bên đây, 8, 9 cánh. Sở dĩ mà em phải đem vào trong mát á cả nhà, bởi vì cái loại này nè, thì em ghép nó cũng khoảng tầm vài tháng ha. Cây cao 3 tấc rưỡi dựng ngọn lên. Hoa của nó, hoa màu trắng, mà cái lá lúc nó mới ra mà hồng hồng như thế này nè cả nhà, rất là đẹp ha. Và đặc biệt một điều như thế này cả nhà, cái loại này á, phải chăm kỹ giúp em nha. Tại vì nó chịu ở trong mát nè. Rồi nó tưới nước cũng vừa phải ha, không cần phải thay chậu. Tưới dưỡng rễ hàng tuần giúp em ha. Và trên cái lá này nè, hàng tuần hoặc là 10 ngày mình phải xịt antracon hoặc chăm bông hoặc là cái loại mà để chống bệnh ha. Thì nè, nó đẹp quá. Nó đẹp, mặt hoa nó từ 8 đến 12 cánh, nó đẹp mà nó màu trắng và nó lạ nữa. Nên là nó cũng hơi khó chăm ha cả nhà. Chăm cực giúp em nha. Rồi, em Huỳnh mến chào và hẹn gặp lại quý khách ở video sau. Rất là cảm ơn khách hàng đã theo dõi và ủng hộ vườn mai của Như Huỳnh thời gian qua.